Xin chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay mình và cô Thanh đã quyết định làm một cái clip, một clip mà chắc hẳn rất là nhiều bạn đang mong đợi. Đó là khi học N4N5 thì chúng ta nên học những cuốn sách như thế nào. Và series này thì bọn mình sẽ giới thiệu toàn bộ những cái cuốn giáo trình mà liên quan đến học tiếng Nhật đến tận N1 cơ. Nhưng mà trước tiên thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là khi mà học N4, N5 thì nên có trong tay hay là có thể tham khảo những cuốn giáo trình gì nhá. Ok. Hai. Thứ nhất, chúng ta bước vào cuốn giáo trình nổi tiếng mà chúng ta đang học. Khi bạn đang học tiếng Nhật đó là cuốn trình Minano Nihongo. Đúng không? Thường thì chúng ta sẽ có một cuốn sách gọi là cuốn sách giáo khoa đây. Toàn bằng tiếng Nhật thôi, không thôi. Ok. Cuốn này chắc hẳn các bạn đã biết rồi, Minano Nihongo. Tuy nhiên đi kèm với nó là có thêm 5 cuốn nữa. Bộ giáo trình này đúng không? Thì đi kèm với nó còn có những cuốn giáo trình. Thứ nhất đó là cuốn gì đây nhỉ? Nhưng mà đầu tiên nói về cách học cuốn này đã chứ. Này có những cái gì? Trong này thì có mấy phần nhỉ? Bởi vì khi mà mới vào học N5 thì các bạn sẽ không biết học như nào đúng không? Trong này sẽ có những cái gì? Đúng rồi, thế thì mình giới thiệu luôn nhá. Trong này có phần thứ nhất đó là phần bưng kê. Bưng kê là những câu mẫu câu văn phạm. Ok, mẫu câu văn phạm. Thứ hai đó là rê bưng là những cái phần ví dụ. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần kai hoa, phần hội thoại. Tức là giao tiếp bằng hàng ngày đấy. Rồi đến phần luyện tập. Luyện tập người ta đọc là len siêu, luyện tập A này, luyện tập B này, rồi đến luyện tập C này. Sau thì cuối bài thì sẽ có phần là phần môn đai. Môn đai tức là phần bài tập thôi. Bài tập thì có hai dạng, nghe và nói. Nghe và viết. Nghe thì nó có một cái tai đây này, ok. Phần có tai đây thì các bạn nhìn thấy có cái tai là có phần nghe. Đĩa nghe thì các bạn có thể mua hoặc là download trên mạng rất là nhiều. Rồi thì có phần bài tập cuối bài. Đấy là một cuốn sách giáo khoa. Thế thì khi mà học cùng quyển này thì bao giờ cũng có một quyển, đó là quyển bản dịch và giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt. Thì với những bạn nào, đặc biệt những bạn tự học ở nhà hay là trước khi lên lớp, các bạn có thể dùng quyển này tham khảo để giải quyết những cái mẫu ngữ pháp mà chúng ta sẽ học ở trong quyển này, trong một bài mới này đúng không? Tiếp theo đó thì khi về nhà chúng ta có rất nhiều bài tập. Quyển giáo trình Minano Nihongo thì có một cái gọi là cái gì chứ? Cái ưu điểm đó là có rất nhiều những cuốn bài tập đi kèm. Thứ nhất là quyển Chōkai là phần nghe đúng không? Nghe, người ta đọc là Chōkai Tatsu. Tatsu. 25 bài Tatsu. Okay. Đây là cuốn 2 rồi. Cuốn 1 cũng có mà. Ok. Chōkai Tatsu cuốn 1. Tiếp theo có một quyển đó là quyển Mondai Shu. Mondai Shu là những bài tập đi kèm. Chúng ta không chỉ làm bài tập trong quyển sách giáo khoa mà còn có thêm một quyển giáo trình rất là hay nữa, làm bài tập ở nhà và tất nhiên đằng sau đây có đáp án đi kèm. Tiếp theo môn có một siêu, bạn nhớ nha, môn đại siêu là cuốn bài tập này. Tiếp theo có một quyển nữa, quyển này đi. Topic cự. Rồi topic cự thực ra là quyển đọc hiểu đấy mọi người ạ. Đọc hiểu này thì có rất nhiều những bài văn hay về những cái chủ đề khác nhau. Thì mỗi bài thì thực ra thì mình nghĩ là nếu mà trình độ N5, N4 thì đôi khi không cần quá chú ý nhiều bài tập, mà chúng ta chỉ cần học và hiểu nội dung của từng bài văn, thế cũng đã là một cái cách học rất là tốt rồi. Đúng rồi. Mình có một lưu ý nhỏ như thế này. Khi mà chúng ta học Minano Nihongo này thì những cái bài đầu tiên thì cũng không cần thiết phải dạy cái phần đọc hiểu này, tại vì nó hơi khó. Nó hơi khó, những cái bài đầu tiên á hơi khó. Nên là đến tầm khoảng bài 5, bài 6 thì chúng ta bắt đầu đọc thì có vẻ ok. Bắt đầu từ bài 6. Tuy nhiên đọc như thế này này, dần dần càng cao lên thì nội dung của nó càng dài. Nên là có vẻ sẽ là khoai hơn một chút. Nên các bạn chú ý nhá, phải chăm học. Đọc càng nhiều, đọc nhiều và ngày nào cũng đọc thì nó dần nó sẽ quen. Cho dù bằng một bài dài hoặc một trang như thế này thì chúng ta cũng sẽ không lãng. Nếu mà các bạn không đọc thường xuyên á, mà ví dụ mà học từ bài 1 đến bài 14 mà không đọc bài nào mà đến bài 15 đọc một bài dài như này thì cũng cảm thấy là rất là sợ đúng không? Rất là sợ. Okay. Nhưng mà mình nghĩ là cái khi mà học đọc hiểu ấy thì chúng ta thông qua những đoạn văn đọc như này thì có thể nâng cao trình độ rất là nhiều, nên là tuyệt đối không nên bỏ qua cái giai đoạn học đọc hiểu nhá. Tên cuốn này là Topic cự nhá, Topic cự. Ok. Và cuối cùng có một quyển tham khảo thêm, đó là quyển viết là luyện tập mẫu câu. Thì trong quyển này thì người ta sẽ cho mình những cái bài tập á, để mình ngồi viết mọi người, viết theo những cái ví dụ người ta cho và mình viết theo. Thì đây cũng là một cái quyển mà giúp mình ôn lại rất là nhiều. Tóm lại, Minano Nihongo là một giáo trình rất là nổi tiếng rồi. Cũng không cần phải nói nhiều về nó nữa, thì theo mình thì là một quyển dễ học. Okay. Và là một quyển có rất nhiều bài tập đi kèm. Có một vài gì nhỉ? Ưu điểm mình nói là nó khá là tốt rồi đúng không? Tuy nhiên khuyết điểm của nó là gì?
Theo em thì quyển này thì đặc biệt là trong cái phần từ vựng ấy, cũng như một cái vài từ vựng mà quyển này sử dụng thì nó hơi cũ một chút so với thời bây giờ. Thì nhưng mà trong quá trình học chúng ta thể vừa học vừa lọc cũng được. Rồi cũng thì không vấn đề gì. Có một chút nữa như thế này, đó là trong cái cuốn giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt á, giải thích hơi dài dòng. Hơi dài dòng nên là nhiều lúc làm chúng ta sẽ bị rối bời lên. Rồi thì giải thích nhiều lúc cũng có một vài lỗi nhỏ nên là chúng ta phải lưu ý. Về những cái lưu ý này thì mình cũng đang làm cái mình đang nâng cao rồi, các bạn để ý xem rồi thì sửa. Ok. Tuy nhiên thì mình có một lưu ý nhỏ trong bộ giáo trình Minam Nui Hung Go ngày hôm nay mình không có sách ở đây. Nhưng mà cũng trong bộ giáo trình này cũng có một quyển, đó là quyển chữ Hán. Thì bản thân mình ngày xưa mình cũng học chữ Hán theo cái quyển bộ giáo trình Minam Nui Hung Go này, bởi vì nó đã học từ vựng trong quyển Minna thì học kanji trong quyển bộ của nó thì bao giờ cũng dễ hơn đúng không? Tuy nhiên cái quyển sách này thì có một cái lưu ý, tức là một lưu ý khá là nhỏ, là thứ nhất là bài tập khá là ít và nó sắp xếp theo trình tự, tức là từ nó những cái từ viết mới đầu tiên cũng khá thể khó. Nên là cái quyển đó nếu như không có giáo viên dạy kèm thì cũng khá là khó cho với những cho với những bạn nào mà mới học ấy. Nên là ngày hôm nay mặc dù không có đây nhưng mà mình cũng giới thiệu vậy để các bạn nếu mà có muốn tham khảo thì có thể tham khảo thêm. Ok nhá. Bây giờ chúng ta đã kết thúc xong cuốn giáo trình Minam Nui Hung Go rồi đúng không? Trong bộ N5. Bây giờ ngữ pháp tôi hầu hết là các bạn quan tâm đến ngữ pháp đúng không? Vậy thì trong N5 thì có cuốn ngữ pháp nào nữa? Vậy thì bây giờ mình xin được giới thiệu, đó là cuốn ngữ pháp Try. Đây là try đúng không? Try đúng không? Nhưng mà tiếng Nhật là try nhé, các bạn nhớ. Try là gồm bumpo nhé, ngữ pháp. Cuốn ngữ pháp này thì nó không nhiều nội dung bằng cuốn Minam Nui Hung Go. Các bạn nhìn xem này, 5 cuốn như thế này mà cuốn Try chỉ mỏng như thế này thôi. Đấy. Thế thì làm sao mà thắng được đúng không? Để thắng được thì cũng hơi vất. Nên là gì nhỉ? Nhưng mà đặc điểm của cuốn sách này như thế nào? Thì nó cuốn N5 này sẽ bao gồm 9 bài, mỗi bài phân ra làm 2 bài nhỏ. Cuốn này được cái là nó hơi thiết thực một chút, những cái bài học của nó hơi thiết thực một chút. Và cái nội dung của nó dạy thì nó không theo như Minam Nui Hung Go. Nó có một cái bài khóa luôn đây này, cũng như cả bài hội thoại ấy. Xong thì trong cái bài hội thoại này có những cái mẫu nào mới thì chúng ta sẽ học những pháp đó. Người ta sẽ in đậm cái phần đó và chúng ta sẽ học mẫu pháp đó. Rồi thì sau có cả tiếng Việt nhé các bạn nhé, những cái bài này có cả tiếng Việt. Rồi thì những cái bài này thì sau nó có rất là nhiều ví dụ, 4 đến 5 ví dụ chẳng hạn. Sau mỗi phần ví dụ thì có một phần bài tập. Ok, một phần bài tập. Rồi thì kết thúc 2 bài nhỏ, tức là bài 1 đó. Bài 1 thì phân ra là 2 bài nhỏ. Kết thúc 2 bài nhỏ thì lại có một phần bài ôn tập. Ôn tập để các bạn làm. Các bạn làm giống như là đi thi ấy. Ví dụ một bài nhé. Đây mà tôi mê môn đài, phần bài tập này. Nó có những cái bài tập giống như là chúng ta đi thi, có cả phần nghe nữa. Nên là cuốn này cũng hữu ích cho việc đi thi. Ok. Nhưng mà nội dung của nó ít hơn, nên là nếu mà học cuốn này không biết là có đủ để đi thi N5 không nữa. Thực ra bên cạnh nó thì cũng có những cái bộ giáo trình kèm theo có try đúng không? Nhưng mà nếu mà tìm thì mình nghĩ là có cái lưu ý nhỏ mình thấy là gì nhỉ? Bản thân mình cũng dạy quyển try này rồi ấy, nên là thấy gì đây? Nếu như chúng ta dùng cái quyển này đóng vai trò giống như là một quyển mà mình dùng để ôn tập lại những mẫu ngữ pháp đã học thì rất là tốt, bởi vì quyển này nó sắp xếp ngữ pháp của nó tổng hợp và rất là thông minh. Nên là đây cũng là một quyển mà rất là đáng tham khảo với những bạn nào mà học tiếng Nhật sau khi học xong bộ giáo trình Minam Nui Hung Go rồi đúng không? Okay. Tiếp theo đó là một cuốn ngữ pháp hoàn toàn mới, mới tênh tênh luôn. Đó là cái gì đây? New System Niyo Nihongo. Cuốn này mới tinh luôn. Xuất bản năm nay à? Hay năm ngoái nhỉ? Năm nay năm ngoái mình không rõ lắm. Đây không ghi năm xuất bản. Có đây này. Xuất bản năm tháng 7 2016. Đúng không? Cuốn này là do giáo một người Nhật nghiên cứu và đã tìm ra một phương pháp dạy mới. Nên người ta là New System, hệ thống mới. Ok? Hệ thống mới. New System Japanese. Cuốn này có một mình có xem, mình thấy nó rất là nổi tiếng. Nổi tiếng vì sao? Người ta quảng cáo rất là rầm rộ. Thứ nhất ở bên Trung Quốc và bên Thái Lan. Thái Lan nhé. Người ta học cuốn này rất là nhiều và nghe cái tác giả nói lại là gì nhỉ? Các bạn đấy sau khi học được một thời gian thì khả năng giao tiếp khá là tốt lên.
Bởi vì sao? Nó áp dụng nhiều những cái hướng đi mới. Ví dụ làm thế nào để trong khoảng một thời gian ngắn thì chúng ta có thể nói được nhiều cách kết hợp từ vựng như thế nào. Rồi thì mình cũng muốn dạy cái cuốn này. Thực ra cái cuốn này mình xem qua nội dung rồi, nghiên cứu rồi thì thấy nó cũng được. Nói chung là dựa vào cái cách dạy ở đây thì khả năng nói chắc hẳn là sẽ khá lên rất là nhiều. Vậy thì hôm nào mình sẽ làm một cái clip liên quan về cuốn sách này. Cách dạy của nó để cho các bạn nói tiếng Nhật khá hơn. Các bạn đồng ý không? Ok. Đây là một quyển sách rất thành công ở bên Thái Lan đúng không? Bên Thái Lan nên là bọn mình cũng có đặt qua Amazon nhưng mà thấy bảo hết hàng. Lúc nào trong tình trạng hết hàng và cuối cùng đã mua được một cuốn. Một cuốn về nhưng mà để mà dạy được, áp dụng được cũng cần thời gian một chút. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như bạn nào mà ở bên Nhật á, các bạn có thể search trên mạng cái quyển này nếu mà học từ đầu á thì cũng tham khảo thử xét. Theo như mình nghĩ thì cái này chỉ có giáo viên mới tham khảo thôi. Còn những cái bạn mà đã học là năm thì không biết học kiểu gì đâu. Bởi vì thế sao mình giới thiệu làm gì? Không phải, mình giới thiệu để cho các bạn biết hay là cho các bạn giáo viên đúng không? Các bạn nào muốn tham khảo thì cũng có thể tìm mua cuốn này. Đang là giáo viên. Nhưng mà khuyết điểm của nó là cái phần từ vựng của nó sắp xếp theo là I U E O á, nên là danh từ với cả động từ với cả tính từ nó lung tung hết cả lên. Rất là khó. Ok. Rồi thì một bài của nó chỉ có 10 bài thôi. 10 bài thôi. Tuy nhiên nếu mà 10 bài như thế này mà cách học tập của nó hay hơn đúng không? Sáng tạo hơn mà trong vòng một khoảng thời gian ngắn mà chúng ta có thể giao tiếp giỏi hơn thì rất là nên học đúng không con? Ok. Hai. Đây, các bạn nhớ. Ok. Đây. Và cuối trong phần này đúng không? Còn một quyển nữa hãy xin mời thầy. Đây, đây là cuốn sách Yêu Mự. Cuốn này là cũng khá lâu rồi, xuất bản khá lâu rồi. Đúng rồi. Áp thực lực cho gì nhỉ? Kỳ thi năng lực tiếng Nhật của các bạn đúng không? Cuốn này là cuốn đọc hiểu. Trong này có từ vựng này, kanji và ngữ pháp. Tức là trong này hầu hết nào phần bài tập nó cũng bao gồm những cái ngữ pháp nhọn ngắn thôi. Tuy nhiên cuốn này hầu hết là dùng để tham khảo để cho các bạn nào chuẩn bị đi thi thì nó có những cái bài thi như thế này. Những cái bài thi ngắn như thế này. Đấy, những cái bài thi rồi thì nó phân biệt hóa gá như thế nào. Nếu mà các bạn nào là giáo viên thì mua về để tham khảo rồi dạy, hoặc là những cái bạn nào mà học sinh ấy, thì cũng mua về để làm bài tập thôi. Ok. Tiếp theo đó sang phần kanji, một phần mà rất là nhiều bạn thắc mắc nên học như thế nào và nên tham khảo sách làm sao đúng không? Thì đầu tiên trong bộ giáo trình kanji này của N5 thì mình giới thiệu một quyển mà rất là nổi tiếng. Ngay cả trên YouTube mà search ra sẽ thấy rất là nhiều là quyển kanji Look and Learn. Look and Learn tức là nhìn và học đúng không? Thì trong quyển kanji này mình cũng thấy quyển kanji này rất là hay, bởi vì bên trong mỗi phần chữ kanji giới thiệu ra ấy, người ta đều có những cái hình ảnh minh họa cũng như là gì nhỉ, cũng như là cái cách mà để nhớ cái chữ này như thế nào, và đằng dưới nó thì nó giới thiệu cho mình rất nhiều những cái từ vựng học kèm theo cũng như là cái bước về các nét phải biết làm sao. Mọi người có thể nhìn nhé, cái này chắc là search trên mạng sẽ ra luôn đúng không? Và cái quyển này thì nó giới thiệu về những cái chữ kanji cơ bản trong phần học giáo trình sơ cấp đúng không? Rất là nhiều, mỗi bài nhiều như thế này. Và sau nó nhưng mà có một cái điểm trừ ở quyển này là hình như là không có bài tập. Đúng không? Không có bài tập. Đúng không ạ? Chính vì là không có bài tập thế nên là chúng ta rất khó để sau mỗi bài sẽ ôn lại như thế nào đúng không? Nhưng mà về cơ bản nhìn chung mình thấy là một quyển kanji rất là hay. Nó là tượng hình đúng không? Nên là chúng ta nhìn ở đây chúng ta phải nhớ được. Nhưng mà nhiều quá nhiều lúc có thể không thể nhớ hết được đâu. Ok. Nên là có những chữ nào thật sự là hay thì chúng ta nhớ được thôi. Còn những chữ nào khó quá thì chúng ta không thể tưởng tượng được. Mà tưởng tượng mình nhìn thấy mình thấy cũng lạ, sao bọn này lại tưởng tượng như thế này. Nhưng mà từ vựng của nó rất là nhiều. Từ vựng cũng nhiều, cũng được. Rất là thực tế. Ok. Tiếp theo là giáo trình này. Kanji Master, các bạn nhìn thấy từ Master không? Master là siêu đẳng rồi đúng không? Cuốn Master này thì cũng khá là hay đấy. Nó sắp xếp như thế nào cả nhỉ? Cuốn Kanji Master. Cuốn Kanji Master này thì nó sắp xếp như sau. Đầu tiên nó sẽ cho mình một trang để giới thiệu về những chữ mình sẽ học.
Tiếp theo thì trên này sẽ mỗi một trang nó sẽ cho giới thiệu tới hai chữ về cách viết và những cái âm đọc khi mà âm ghép hoặc âm đứng một mình. Nhưng mà có một cái điều rất là hay ở quyển này là đằng ở bên dưới này có luôn phần bài tập để ứng dụng luôn với những cái chữ kanji ở trên này. Thế nên là học sinh á, bọn mình học đúng không, thì sau khi học mỗi bài có thể áp dụng luôn bên dưới. Và rất là tốt, ở đằng cuối mỗi bài thì nó cũng sẽ có luôn cả những phần bài tập tổng bài hợp. Bài tập rồi, ôn tập. Bài tập tổng hợp ôn tập này. Ví dụ trong bài xa xa bài cuối đấy. Có những cái bài tập tổng hợp như này, từ bài chương 1 đến chương 5 này. Ok. Hay là có một cả một bài văn dài như thế này để chúng ta đọc này. Đọc thì kiểu. Theo ý kiến cá nhân của mình thì đây là một quyển kanji rất là hay. Rất là hay. Để cho những bạn nào mà học kanji đúng không? Thì vừa thời gian học từ mới cũng như thời gian ôn tập rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, có một phần đó là gì nhỉ? Ban đầu nếu mà các bạn học thì nó sẽ hơi khó khăn một tí. Cái này thì đáng nhẽ ra mình phải gì nhỉ? Khuyên các nhà xuất bản phải làm lại một chút. Đó là gì nhỉ? Những cái phần mà chúng ta bài tập này này có một chữ Hán này, xong bên cạnh phải là viết một chữ Hán nữa thì nó sẽ tốt hơn là viết một chữ Hán này, viết một chữ Hiragana sang bên này thì học sinh nhầm tưởng không biết ghép kiểu gì. Ok, nên viết thành chữ gì nhỉ, chữ Hán này xong chữ Hán này xong thì một cái chữ Hán này cách đọc không hiểu thì viết bên dưới này rồi đúng không. Như chữ T Gami này có một chữ Gami đây rồi, còn chữ T này phải đọc như thế nào, phải viết cả hai chữ Hán và ba chữ Hán viết đây. Xong thì cách đọc cái phần nào mà chưa đọc được thì cho nên đầu tiên. Này, rất là hay nhá các bạn nhá. Cái này này. Rất là hay. Nó cũng phần cuối chương nó cũng có tượng hình một tí này này. Đấy, cũng có tượng hình này. Ok. Các bạn nhìn thế nào. Đấy. Thế thì thực sự là học N5 thì để ý thi thì rất là dễ thôi. Quá là đơn giản luôn. Và đặc biệt là nếu bạn nào mà còn lo lắng nữa thì trước khi thi chúng ta chỉ cần trang bị thêm hai quyển bài tập để ôn thi như thế này. Đây là quyển một quyển rất nhiều gặp rất nhiều trong các nhà sách, thứ nhất là quyển Dệt tai gokaku nihongo no ryoku shiken kanzen moshi. Quyển này nó sẽ gồm các đề bên trong và nó sẽ có hình như 3 đề đúng không? Ba đề bên trong. Trong này có 3 đề. Và sau mỗi đề thì nó đều có gì nhỉ, có lời giải luôn à, đấy để thi luôn đấy. Để thi luôn đúng không? Như một bài thi để các bạn thi thử. Thi thử để xem năng lực của mình như thế nào. Rồi nó dạy cả cách tính điểm nữa cơ. Trước cái phần bài thi thì nó sẽ có gì nhỉ, nội dung của bài nghe. Của các bài nghe. Nếu mà chúng ta không nghe được hay là bày giải cách giải của nó, cách giải ngữ pháp hay từ vựng của từng đề thi một. Rồi thì có cả đĩa nghe nhá, bạn nhớ là có đĩa nghe này. Ok, đĩa nghe đây mình lấy ra rồi, đĩa kèm theo này. Bạn nhớ nhá, dệt tai gô các cự. Kiểu gì cũng phải đỗ. Kiểu gì cũng sẽ đỗ dệt tai gô các cự. Ok. Cuối cùng đây cũng là một cuốn ôn N5 này nhé. Nó bao gồm tổng hợp hết. Tại vì N5 thi dễ mà, nên là sách thì cũng không nhiều lắm. Mình đếm 2, 4, 6, 8, 10, 11. Cuốn này cuốn thứ 12. Để thi làm dễ lắm. Nên là cuốn này nó cũng là một cuốn mà có những cái đề ôn tập y hệt như cuốn này. Các bạn mua về để tham khảo nhá. Ok. Các bạn này, cuốn này là Tanki Master. Tanki là thời gian ngắn, trong một thời gian ngắn thôi thì chúng ta sẽ giỏi hơn. Ok, Tanki Master. Nó có cả đĩa nghe đây này. Cuốn này mua mới tinh luôn này. Đĩa nghe đằng sau này. Đấy, đĩa nghe Tanki Master. Ok. Vậy là chúng ta đã hết nhỉ? N5 những cuốn sách mà chúng ta nên học. Okay. Nên học mà đây là mình chỉ mang tính chất giới thiệu, còn không giới thiệu không có khuyên gì cả. Mà những kể cả những cái hay hay không hay thì là mang tính chất là ý kiến chủ quan của cá nhân. Mà cũng có rất là trên thị trường cũng còn rất là nhiều sách nữa. Đây là những cái quyển mà chúng ta phải bắt gặp rất là nhiều trên thị trường Việt Nam. Nên là giới thiệu để cho mọi người biết là nếu mà mới vào đầu học thì chúng ta có thể tham khảo những quyển sách gì thôi. Ở các trường đại học thì có sách riêng đấy. Mỗi trường đại học thì người ta sẽ sử dụng những cái cuốn sách mà nó riêng, giáo trình riêng. Thì tóm lại là hôm nay chúng ta sẽ dừng lại N5 ở đây. Mình định giới thiệu những cuốn sách N4 luôn trong clip này. Nhưng mà có vẻ như nó hơi dài lắm. Nên mình phân ra, cắt clip này ra thành một clip khác. Để chúng ta sẽ, nếu mà bạn nào đang chuẩn bị học hết N5 rồi hoặc là muốn xem N4 có những cuốn sách nào thì hãy xem video clip tới. Ok. Hay. Bye bye. Bye.